Giơ tay lên nghiêng nè. Nà đứng hơi cứng nha. Có chị quay em đi. Có đang quay em đó. Đây nè. Thằng cô vẫn một nét nhẹ, nét mặt. Còn 10 cái video một nét mặt màu. Không phải cứ đi cà phê với cái nước nữa. Bị gói hả? Lỡ tay. Đây nè, mới đầu còn quấn khăn quấn đồ chặt là banh hết. Ta mới phát hiện ra một cục ngay trong mũi rất chi là phê. Nãy giờ tiếng nước ruồi lắm mà. Nhưng mà sợ nó chảy máu ra là mất phê. Bạn không á em, đường lương nữa học á em. Lương nữa học hả? Ừ. Vậy ạ. Cô gái em nè. Cái kèm này móng tang cũng câu lên nặng xong sạch mặt luôn đó. Có tình nào.
mụn này nhỏ. Ai chỗ nắng có cục nắng nặng mặt mũi nắng ra chảy máu lên kia. Không còn trời. Chắc họ đăng nhập vô máy này quá. Tải lên chẳng khỏe cho rồi. Cái này còn nhớ nó không? Còn ở trong máy gì đó. Như vô máy mô là phải có xác nhận của cái này đúng không? Bỏ hôm trước là xác nhận của bên kia. Cái gì? Mẹ mẹ tính chụp đồ. Xin qua lại hậu trường chụp. Con
Cho chị xí bông nước muối em ơi. Câu này xong này là thả đi về tắt thở. Khoảng cầu đường đó quá nhiều. Chắc cũng mót được sơ sơ không được nhiều. Để đi sao đi sợ anh chịu nổi. Mà Lan cũng rung rồi, mệt rồi. Chị đó rồi. Hôm nay phải tập trung quá thì. Và đây nè, xí mình chung nhớ văn cầu. Má mình thấy rõ, mụn không thấy rõ. Đỏ quá mà. Lo cũng sụi rồi đừng nó hắn. Mua đặc biệt nữa. Đó, một cục. Trước cái ly đang nhập thử cái ly. Đang nhập cho mẹ làm cái.